Xin chào mọi người, mình đến từ nhóm anh văn chuyên ngành của Thầy Nguyên do bạn Văn Trâm làm lớp trưởng. Hôm nay mình xin trình bày về hội chứng Middlesmouth. Vậy Middlesmouth là gì? Hội chứng Middlesmouth được biết đến là hội chứng chảy máu giữa kỳ kinh, được đặc trưng bởi cơn đau vùng chậu và bụng dưới mà một số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ gặp phải trong thời kỳ rụng trứng. Sự rụng trứng thường xảy ra vào khoảng giữa chu kỳ kinh nguyệt, do đó thuật ngữ Middlesmouth xuất phát từ tiếng Đức có nghĩa là trung bình và đau đớn. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột và thường giảm xuống trong vòng vài giờ, đôi khi nó có thể kéo dài 2 hoặc 3 ngày. Trong một số trường hợp, nó có thể kéo dài đến chu kỳ sau. Vậy nguyên nhân gây ra là gì? Đầu tiên, ta cùng tìm hiểu sơ về chu kỳ kinh nguyệt của nữ. Chu kỳ kinh nguyệt gồm hai pha là pha nang noãn và pha hoàng thể. Ngày 0 được tính là ngày bắt đầu hành kinh và ngày 14 là ngày trứng rụng. Ở giai đoạn tăng sinh của pha nang noãn, hormone GnRH kích thích tùy trước tiếng yên tiết ra FSH là hormone kích thích nang trứng và LH là hormone tạo hoàng thể. Trong giai đoạn hoàng thể, sự teo thể vàng dẫn đến giảm hormone progesterone làm niêm mạc bong tróc và chảy máu. Chứng Middlesmouth gặp ở phụ nữ bị đau bụng dưới vào thời điểm rụng trứng, tức là vào ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt đối với người có vòng kinh 28 ngày. Khi trứng phát triển trong bụng trứng, nó được bao bọc bởi dịch nang. Trong thời kỳ rụng trứng, trứng và chất lỏng cũng như một ít máu được giải phóng từ buồng trứng. Trong khi nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết, người ta cho rằng chất lỏng hoặc máu có thể gây kích ứng niêm mạc của khoang bụng, gây đau, hoặc có thể do ngay trước khi trứng được giải phóng trong quá trình rụng trứng, nang trứng lớn lên làm căng giãn bề mặt của buồng trứng, gây nên đau. Những cơn đau của hội chứng Middlesmouth đôi khi bị nhầm lẫn với viêm ruột thừa và là một trong các chẩn đoán phân biệt của viêm ruột thừa ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. Chẩn đoán của Middlesmouth thường được đưa ra nếu một người phụ nữ đang ở giữa chu kỳ và khám phụ khoa cho thấy không có gì bất thường. Nếu cơn đau kéo dài và nghiêm trọng, thủ tục chẩn đoán khác như siêu âm bụng có thể được thực hiện để loại trừ các nguyên nhân khác gây đau bụng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.